Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em cũng giống như mọi hôm thôi, cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình. Đó là các mẫu đồng hồ chính hãng được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là sẽ có những phiên bản mà còn mới nguyên zin chưa qua sử dụng, có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Và em sẽ giới thiệu chi tiết cho cả nhà mình ở trong video. Mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858585 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đồng hồ đầu tiên ấy thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình, đó là một cái bản của Romago. Cái thương hiệu này thì nó là một cái thương hiệu mà rất là quen thuộc với mọi người rồi, bởi vì đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng với các cái thiết kế bằng vỏ nhôm, nên là khi mà mọi người đeo lên tay nó sẽ rất là nhẹ nhá. Đó, và đeo lên tay cực kỳ là nhẹ luôn. Nó cũng kiểu dạng như là một trong các cái dòng của titan ấy, nó gần gần kiểu như vậy, nhưng đây là vỏ nhôm. Đấy, nhẹ như vậy luôn ý ạ. Đấy, em đang nói là về cái độ nhẹ thì nhẹ như vậy luôn. Mẫu này thì hiện tại là đang hết pin. Bản này thì mới nguyên zin ý ạ, nhưng mà nó đang hết pin rồi. Thì trước khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ thay pin đầy đủ. Kiểm tra các chức năng, kim giờ, kim phút, kim giây, đúng không ạ? Và sau đó là lịch chạy ổn định thì sau đó em sẽ gửi hàng cho cả nhà mình, để cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Và khi hàng tới nơi rồi thì mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước, sau đó là mình mới thanh toán. Ở phiên bản của Romago Design này thì ở đây sẽ là phiên bản sẽ sử dụng máy của Thụy Sĩ. Dạ vâng, và nó sẽ ghi đó là Swiss Moment. Với thiết kế lòng bên trong của nó sẽ là màu trắng, bên viền ngoài của nó sẽ là màu xanh. Đeo lên tay ở bản này rất là đẹp, rất là trẻ trung với các cái thiết kế đa màu sắc. Đấy, đây là núm này, và đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đúng không? Có tem chính hãng của Romago. Đấy. Độ chống nước của nó sẽ là 3ATM nhé mọi người nhá. Đây aluminum cây này. Đấy, vỏ aluminum rất là nhẹ luôn. Đây, và đây là dây nhá. Dây. Đó, dây nguyên zin, đúng không ạ? Khóa của nó vẫn còn siêu. Tag mark thì nó cũng sẽ có đầy đủ và giá hiện tại đang là 19.800 yên, tức là nó sẽ tương đương với khoảng hơn 3 triệu đến 4 triệu đối với phiên bản này. Đấy, Romago Design. Ở mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 41.6, càng ở phiên bản này đó là 50.9. đây như cổ tay của em này, đấy là 16.5 thì sẽ hơi to, đúng không, hơi to so với tay em một chút. Nhưng mà nếu mà ai mà thích đeo các kiểu dạng form size to ấy, cái mẫu này phải đeo size to mới đẹp cơ. Đấy, thì là mọi người sẽ đeo ở phiên bản này 16.5, 17, 17.5, mọi người đều đeo được. Và bản này thì em cũng để cho cả nhà mình, đó là 1.350.000, máy Thụy Sĩ nha mọi người nhá, Romago Thụy Sĩ này. Và ở đây sẽ là một cái phiên bản full nhôm. Đấy, full nhôm, vỏ nhôm, đúng không ạ, vỏ nhôm 1.350.000. Tiếc là mẫu này nó không có hộp thôi, nhưng mà em sẽ gửi bằng cái hộp đỏ của bên nhà em, nhưng mọi người yên tâm. Mã của nó sẽ là mã 371. Tiếp theo sang ở mã 372 thì phiên bản 372 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một phiên bản của Technot. Đây là một cái mẫu mà được rất nhiều các anh nam có hỏi em. Thì đợt này thì em có về lại cho cả nhà mình với cái mẫu Technot này, thì em cũng không có kịp lưu lại tất cả các thông tin của mọi người đâu. Thì nếu mà mọi người hôm trước có dặn em thì các chị có thể nhắn vào trong Zalo, hoặc các chị có thể gọi. Đấy, đây là hộp nhá, và giấy tờ sổ sách của nó sẽ có đầy đủ. Đây là một trong các cái phiên bản mà em phải nói thực sự là nó cực kỳ đẹp luôn. Vì là nó sẽ làm theo phong dáng của Patek Philippe. Đúng không ạ? Nó làm theo phong dáng của Patek Philippe. Để mọi người nhìn kỹ trong phiên bản này này. Đó, Technot nhá. Đúng không ạ? 3 kim, một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đấy, phiên bản form dáng đẹp nhá. Bởi vì là nó thiết kế nó không hẳn là vuông, nó không hẳn là tròn, nó sẽ hơi bầu một chút xíu, có các cái các góc cạnh này này. Đấy, và sau đó nó sẽ có các cái điểm mà nó có hai phần tay ngoài nhô ra. Thế cho nên là gần như là đối với tay ai cũng đeo được hết. Đấy, nó không kén tay một chút nào, bởi vì mọi người biết là cái thương hiệu Patek Philippe nó là thương hiệu hạng sang rồi. Đúng không ạ? Đây là em kể chuyện một chút xíu về cái thương hiệu Patek Philippe thôi. Thì với cái thiết kế của họ ấy thì họ phân phối cả sang thị trường châu Âu, thị trường của Đông Nam Á nữa. Nên là mọi người thấy là gần như là người ta cũng chỉ có một size, hai size gì đó thôi, chứ cũng không có nhiều size. Đấy, nhưng mà gần như là tất cả mọi người đều có thể đeo được hết, bởi vì cái bên trong này này thì nó là một cái size cũng nhỏ nhỏ, size vừa phải, nhưng mà nó lại có thêm một cái phần viền càng nữa. Và cái càng ở phía bên ngoài này này, nó ôm để mà khi mà mọi người đeo lên tay, tay to tay nhỏ nó sẽ linh động theo cổ tay của mình ấy, thì cảm giác là rất là hài hòa. Đấy là một cái thiết kế mà rất là tinh tế luôn đấy ạ. Bản này thì có đường trong nhá là size 37.6. Đấy, còn nếu mà tính cả hai tay ngoài này nó sẽ là 42.7. Đó. Đây là càng nhá, chi tiết càng này, đó là 47.7. Đấy, đây là viền mặt này, vừa làm phay xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau, bên trong của nó sẽ là mặt xanh. Đấy, mặt xanh. Và đây là
kim cọc số nó sẽ có dạ quang sáng ở trên lụy cận sáng kém này, đúng còn nguyên siêu. Dây nhá, dây thì nó sẽ là dây nguyên zin đúng không ạ? Dây của nó thì vừa phanh sức vừa sáng bóng, nó sẽ kết hợp với nhau. Đây tang mác này của nó cũng còn đầy đủ này, chốt khóa này, mặt trước mặt sau, độ chống nước là 5 ATM. Đây tang mác đây, giá hãng hiện tại đang là 38.500 yên, tức là nó sẽ tương đương với khoảng 6 cho đến 7 triệu đối với phiên bản này. Thép trắng em đo rồi, đây em đo, em đeo ướm thử lên tay cho cả mình xem. Đây mọi người nhìn này, nhìn đẹp không? Phải nói thực sự rất là đẹp luôn ý. Cái này mà các anh nam mà mọi người đeo đi làm, đeo đi chơi đều được, nhìn trông rất là sang. Mà thép trắng nữa thì không bao giờ sợ là bị bay màu hay gì cả. Kể cả những các bản mạ vàng bên nhà em thì cái màu vàng nó đã rất là bền rồi, vì nó đều là hàng chính hãng ấy, nên là người ta làm rất là cầu kỳ chi tiết. Nhưng mà mạ vàng vẫn phải sử dụng, đó là cái lưu ý, đó là tránh chất tẩy rửa mạnh. Còn đối với thép trắng thì sử dụng rất là thoải mái, rất là yên tâm luôn. Mẫu này thì full hộp này, giấy tờ đầy đủ, và mẫu này em đang để đó là 2.350.000, 2.350.000 nhá, mới nguyên zin chưa qua sử dụng. Mẫu này sẽ ở mã 372. 2.350.000 mã 372. Đó. Tiếp theo sang ở mã 373. 373 thì em lên cho cả nhà mình đó là ở một cái mẫu của Citizen. Đây là bản Citizen. Em phải nói là rất rất đẹp luôn. Dành đến là cho các anh nam tay vừa và nhỏ, hơi to một chút xíu mọi người có thể đeo được. Đó, đây là một cái mẫu mà nó sẽ chạy, đó chính là 6 kim, đúng không ạ? Tổng cộng của nó sẽ là 6 kim. Đây nha, nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy, ví dụ như là khi em chuyển này, đây là về thời gian này. Đấy, thấy chưa ạ? Bắt đầu nó sẽ chạy này. Bản này thì mới nguyên zin nhá, mọi người đúng không ạ? Chưa qua sử dụng. Đấy, bản này thì có hộp này, có giấy tờ đầy đủ luôn. Đây là một cái phiên bản mà nằm trong cái dòng đó, dường như là dòng E820, tức là module của nó sẽ là E820. Đấy, nó có sẽ có rất nhiều chức năng. Ví dụ như là ở đây có kim 24 giờ một ngày nhá. Đúng ạ, rồi là có thời gian này, đấy là điều đương nhiên rồi, có ô cửa sổ lịch này. Đây là có chức năng chronograph, chức năng bấm thời thể thao này, còn có một cái LMT này thì em quên mất, không nhớ rõ. Nó có báo thức này. Đấy, tức là nó có rất nhiều chức năng trong một phiên bản này. Và đặc biệt là trong phiên bản này nó cũng sẽ có các cái gọi là Eco Dry, tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời. Thì cái Eco Dry pin năng lượng mặt trời ấy, thì nó có một cái tuổi thọ pin rất là lâu, vì nó là một trong các dòng pin sạc. Đấy, thì theo như các cái khuyến nghị của nhà sản xuất thì mọi người cứ tầm khoảng độ 5 đến 7 ngày thì mọi người mang đi phơi nắng hoặc là chiếu đèn khoảng độ tầm vài tiếng thôi, thì nó sẽ giúp cho đó là cái pin nó sẽ được sạc năng lượng nhiều hơn ấy, thì cái tuổi thọ pin nó sẽ lâu hơn. Đấy, còn cái này thì em sẽ chỉnh cho cả nhà mình có như là kim giờ, kim phút, kim giây này, cũng như là lịch nó về cái thời điểm hiện tại, hay kim 24 giờ nó về cái thời điểm hiện tại, để cho mọi người về các chị chỉ về sẵn đeo thôi. Còn đối với các cái chức năng ví dụ như là báo thức hay chronograph thì mọi người sẽ về các chị sẽ tìm hiểu về cái module của dòng Citizen E820, thì người ta sẽ có rất là nhiều các cái video hướng dẫn ở trên YouTube ấy, là sẽ có, thì mọi người sẽ tìm hiểu thêm về các chức năng đó. Nếu mà mọi người không tìm thấy thì có thể nhắn cho em và em sẽ gửi link cho cả nhà mình. Đó, bản này size 39.5 nhé, và càng của nó sẽ là 46.7. Đấy, mẫu này rất là dễ đeo, mặt bên trong này, từ phần viền này, vỏ này, em rất là thích bản này luôn ấy. Bởi vì là ở cái bản này này nó có không chỉ dừng lại cái việc mà gọi là nhiều chức năng đâu, mà nó có một cái thiết kế rất là mặt bên trong của nó là màu xanh. Đúng không? Mặt bên trong của nó màu xanh, còn bên ngoài của nó sẽ là một cái viền đen, nhưng mà nó không phải là đen tuyền. Đấy, mà khi mọi người nhìn vào ấy, nó cảm giác nó có giống như cái vòng tròn ombre rất là đẹp. Đấy, đây là dây nhá, dây thép trắng đúng không ạ? Và vừa phay sức vừa sáng bóng kết hợp với nhau. Cái đường chỉ ở giữa này nó sẽ hơi nhô cong cao lên một chút xíu. Đấy chưa? Đó, chốt khóa này, nguyên zin. Đây là mặt trước này và đây là mặt sau. Module E820. Đấy, dây, viền, vỏ, độ chống nước là 10 ATM nhá. Mẫu này em ướm thử luôn lên tay cho cả nhà cùng xem này. Mọi người thấy không? Vừa đẹp, vừa sang, vừa đơn giản. Cái này thì đeo lên tay ở bản này thì nhìn trông rất là trẻ trung luôn ấy ạ. Ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.350.000. Dạ vâng, mới nguyên zin chưa qua sử dụng. 3.350.000 nhá. Mẫu này full hộp này, giấy tờ đầy đủ. Và mẫu mã của nó sẽ là ở mã 373. Mã 373. Tiếp theo sang ở mã 374. Thì phiên bản 374 em sẽ lên cho cả nhà mình đó là ở một cái mẫu của Seiko. Đây là phiên bản của Seiko Breezes. Và đợt này thì em có về cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó là một cái phiên bản mặt trắng rất đẹp. Đây, có giấy tờ đầy đủ cho mọi người nha. Đây,
Đây là phiên bản mà em mua trực tiếp ở trên cửa hàng của Nhật. Đấy, vì thế cho nên là đây người ta ghi luôn ngày mua, đây là ngày em đấu giá luôn này. Đấy. Đến chợ ngày 20 tháng 8. Đấy chưa? Đây, đây là có mã số sản phẩm luôn. SRI 137. Đây, SRI 137. Đấy chưa? Giá hãng của nó đang là 51.700 yên, tức là nó tương đương với khoảng 11 12 triệu. Với phiên bản Seiko này thì đây là một cái phiên bản Seiko cơ tự động và nó có cả hỗ trợ có tay đi kèm. Đây nhá, Process này, dòng cao cấp của Seiko. Thì khi mà em lên có tay này, đấy mọi người thấy đang chạy và đang hoạt động rồi. Bởi vì là nó là cơ tự động thì mọi người chỉ cần lắp cái là sẽ chạy thôi. Nhưng mà đây là em lên có tay để test cái chức năng có tay cho cả nhà mình. Đấy, ba kim này. Rất là thanh, rất là mảnh, rất là đẹp. Đúng không? Cọc số này, nó giống như là các cái hình khối ấy, giống như các cái tinh thể pha lê ấy, nhìn trông rất là đẹp nhá. Tức là thiết kế theo kiểu dạng giống như là các cái góc cạnh giống như các cái viên pha lê ấy. Đấy, mặt bên trong này trải vân và mọi người thấy là các cái đường vân rãnh phía dưới không ạ? Nó rất nhỏ luôn. Đây là một cái kiểu dạng như là một cái thiết kế mà rất là đẹp và rất là tinh tế, nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ. Nên mọi người nếu mà cái này các chị nhìn ngoài thì sẽ rõ hơn nhé. Đây mọi người thấy này, các cái đường vân rất nhỏ, nhỏ tí xíu luôn. Sau đó là khi mà nó có các cái đường vân nhỏ như thế thì bắt đầu nó lại chia ra thành các cái đường rãnh, nó giống như là các cái ánh nắng nó lan tỏa ra ấy, trông rất là đẹp. Mặt trắng. Đấy, và đây là cái ô cửa sổ lệch ở vị trí góc 3 giờ. Phiên bản này sẽ sử dụng đó chính là bộ máy 4R35. Đấy, Made in Japan, phiên bản nội địa của Nhật nhé. Tức là được sản xuất, lắp ráp, tất cả các chi tiết và linh kiện đều ở tại Nhật hết. Đó, toàn bộ phần viền, vỏ, dây, chốt khóa mới nguyên zin. Đấy chưa? Đây là mặt trước, mặt sau. Đấy, Made in Japan. Mã chip của nó sẽ là ở có sẽ thể hiện ở đằng sau đáy đây. Đây là mã máy của nó sẽ là 4R35. Đúng không ạ? Đây là mã máy 4R35. Và bản này thì nó sẽ có 23 chân kính. Với cái bộ máy mà 23 chân kính thì nó sẽ có tần số dao động cũng sẽ là 21.600 fph và thời gian tích cóp tối đa cũng sẽ là 41 tiếng. Bên trong sẽ có triện, mã máy này, tên thương hiệu này, Japan này, Made in Japan này. Độ chống nước của nó sẽ là 50 ATM nhé, tức là mọi người có thể sử dụng rửa tay đi mưa. Size mặt ngang đó là size 40 và càng của phiên bản này sẽ là 47.3. Bản này là mặt trắng, thép trắng luôn. Các mọi người mà đeo lên tay bản này thì thật sự là không thể chê một điểm gì luôn, mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Đấy, Seiko Process Automatic Made in Japan, bản nội địa của Nhật. Đẹp chưa? Viền này, vỏ này, mặt này. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 7 triệu 500 nghìn. Dạ vâng, 7 triệu 500 nghìn nhá. Mẫu này sẽ ở mã 374. Mã 374, 7 triệu rưỡi, mã 374. Rất đẹp và rất là xuất sắc, full hộp, đầy đủ. Tiếp theo sang ở mã 375. Phiên bản 375 thì em lên tiếp cho cả nhà mình. Đó là một cái mẫu, em lên một cái mẫu cũng là của Citizen nhá. Thế thôi đem lên cái bản Pusa cho cả nhà mình đây. Đây là bản Pusa. Cái Pusa này thì nó là một cái thương hiệu, một chi nhánh con của Seiko. Vì đây là cái thương cái trong cái dòng Seiko ấy, trong cái tập đoàn của Seiko thì sẽ có thương hiệu Pusa này, Rorut sẽ là hai thương hiệu mà người ta sẽ phân phối chủ yếu sang cái thị trường, đó là thị trường châu Âu. Đấy, tức là nó sẽ được sản xuất và phân phối luôn ở bên đó luôn. Đấy, ở bên thị trường châu Âu nhá. Nhưng mà nó vẫn trực thuộc của trong cái tập đoàn của Seiko nên là nó vẫn phải theo cái các cái tiêu chuẩn công nghệ của Seiko. Đó, và đây là một cái phiên bản Pusa rất là đẹp. Mọi người với thấy là với cái thiết kế của mẫu này sẽ là bản mà nó có tổng cộng là 7 kim và nó chạy cho chức năng chronograph, chức năng bấm giờ thể thao, nó có cả chức năng báo thức. Ví dụ như đây là kim giây này, kim giờ này, kim phút này. Đấy, khi mà em bấm như này. Đấy. Đây nhá, đây là mẫu pin kim trôi. Đúng không ạ? Thì kim này của nó sẽ là kim trôi này. Đó, kim trôi. Nó trôi 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 đây không ạ? Đó. Ô cửa sổ lịch. Ui, cái ô cửa sổ lịch nhá thì nó không phải là nằm ở phía bên trên đâu. Mọi người thấy không ạ? Nó không phải nằm phía bên trên của kính. Bởi vì thường thì các dòng mẫu khác thì nó sẽ là một cái phần kính lúp ở phía bên trên. Nhưng ở đây là cái ô kính lúp của nó này, nó lại nằm bên trong của cái kính này. Bên trong cái kính to của mình ấy ạ. Đó, rất là hay đúng không ạ? Đây nhá, báo thức này. Nó có kim giờ này, kim phút báo thức ở trên này. Đây là kim giây. Bản này thì có một cái thiết kế đó là niềng xoay. Đó, mặt bên trong của nó sẽ là mặt đường vân carbon. Rất là đẹp luôn nhá. Bộ kim này, cọc số này thì nó sẽ có dạ quang này. Đây là núm này. Đấy, núm ở đây thì nó cũng sẽ được bảo vệ bởi một cái phần núm, viền núm bên ngoài. Đấy chưa? Đây là dây.
thì nó sẽ vừa là phanh sức vừa sáng bóng, nó sẽ kết hợp với nhau. Pusa đây là sau này nó còn nguyên cả cái siêu của nó này đó, mã máy nhá, module máy của nó ở đây thấy chưa, Pusa độ chống nước là 10 atm đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn, màu vàng. Cái này thì mọi người hoàn toàn yên tâm là cái màu vàng của nó rất là bền, mọi người chỉ cần sử dụng tránh các chất tẩy rửa mạnh ra giúp em thôi. Đấy, đây là phần viền cạnh này, nó cũng sẽ có cái kiểu dạng như là vân carbon ở bên ngoài đấy. Sa mặt của bàn này sẽ là size to và dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to nhé. Em sẽ đo sau cả nhà mình này, đó là 45.8 càng của phiên bản này. Đây đây, càng của phiên bản này sẽ là 57, càng của nó sẽ là 57. Đây như cổ tay của em nhá, là tay 16.5. Đấy, là mọi người thấy là nó sẽ hơi to. Cái này sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút. Tầm cổ tay 17-17.5 đổ lên là mọi người sẽ đeo ok. Dạ vâng, và ở bản này thì em đang để cho cả nhà mình mẫu này, đó chính là 2.250.000. Dạ vâng, 2.250.000, đây là bản Pusa full 7 kim nhé, chạy 7 kim, chức năng báo thức, chronograph, pin kim trôi. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Đây, niềng xoay 2.250.000, mã 375. Mã 375, đây là một chiếc. Lên tiếp cho cả nhà mình ở mã 376 nhé. Ở phiên bản 376 thì em lên đó là một cái mẫu cơ. Ở cái phiên bản này là phiên bản cơ của Fubo, Fubo Design. Đấy, và mẫu này thì em có về là full hộp, và cái hộp này là hộp gỗ nhé mọi người nha. Có giấy tờ đầy đủ ở phía bên trong. Ở mẫu này thì em có đấu về được cho cả nhà mình ở mẫu này là phiên bản mà còn mới nguyên zin luôn. Thì như mọi người mà có đam mê về đồng hồ ấy thì chắc chắn anh chị cũng biết là để có những cái mẫu mà Fubo Design mà có các cái thiết kế kiểu mới như thế này thì nó khá là hiếm hàng. Vì thường là Fubo Design nó sẽ có ở trong các cái mẫu mà kiểu như là người ta đấu theo lô ấy. Đấy, thì sẽ có những cái phiên bản đấy và nó bị trầy xước hết rồi, tức là nó cũ, rất là cũ rồi. Đấy, còn ở mẫu này là em đấu riêng, và rất là may là em đấu về được cho cả nhà mình là bản này còn mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Đây này, nó còn nguyên cả cái phần siêu ở đây nhá. Đấy, và đặc biệt là bình thường ý, thì em hay về đó là các cái bản mà đấu về là thép trắng. Thép trắng nhưng mà cái phần viền này của nó sẽ là phần viền viền trắng ấy, và bên trong cục xanh đúng không ạ? Nhưng ở đây nó sẽ là một cái phiên bản mà nó có thiết kế đó là The Mimic 2 màu, và chi tiết niềng ở trên này nó sẽ là một cái chi tiết niềng mạ vàng. Đây là một cái mẫu cơ tự động và nó có cả chậu có tay đi kèm, và cái phần cơ này nó sẽ có lộ cơ, nó lộ cả trước này và nó sẽ lộ cả sau, và nó sẽ làm theo phong cách skeleton. Đấy, tức là người ta lấy cái bộ máy để tạo thành cái đai của mặt đồng hồ. Cọc số la mã nhá, kết hợp ở đây đó chính là cọc vạch. Ngoài ra thì ở mỗi một cái phần viền này ở đây đấy thì nó lại có các cái thiết kế đó là cái đường vân sóng. Đấy, bên trong này mọi người thấy không ạ, tất cả cái quá trình chuyển động của nó này rất là đẹp, rất là chi tiết. Đây mọi người thấy không ạ, nó giống như là một cái thế giới thu nhỏ trên cổ tay của mình luôn. Đấy, mình ngắm được tất cả chi tiết luôn nhá. Đây là toàn bộ phần viền vỏ này, núm này, Fubo Design, và đây là mặt trước và đây là mặt sau. Với mẫu này thì có độ chống nước là 10 atm và có chân kính của nó sẽ là 21 chân kính, sử dụng máy mi của Citizen nhá, đúng không ạ, máy 8N24. Đây là một cái bộ máy mà rất là bền với tần số dao động là 21.600 và cái thời gian tích cóp tối đa cũng sẽ là 38 tiếng. Nói chung là khi nhắc đến máy Mizuta thì mọi người đều biết rồi đúng không ạ, người ta hay ví nó chính là một cái nồi đồng cuối đá, thì mọi người phải biết là cái độ bền của nó như thế nào. Với size mặt là size 41.7 và càng của nó sẽ là 49.4. Đấy, dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút. Dây thép đúc nhá, và nó sẽ có vừa phanh sức ở hai bên này, sóng bóng ở giữa này, chốt khóa nguyên zin. Đem ứng thử lên tay cho cả nhà mình cùng xem. Đấy, bản này thì mọi người có thể là đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết, rất là dễ đeo. Đó, và với cái chi tiết niềng khắc 3D này, nhìn trong nó rất là kiểu dạng như là nam tính mạnh mẽ, tức là một cái gì đó nó tạo một không gian đa chiều ấy. Full hộp, và cái này mọi người có thể là mang đi tặng. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 3.550.000. Dạ vâng, 3.550.000, và mẫu này sẽ ở mã 376, 3550 mã 376 nhé. Mới nguyên zin full hộp đấy ạ. Tiếp theo sang ở mã 377. Phiên bản 377 thì em lên tiếp cho cả nhà mình. Đó là ở một cái mẫu, đó là mẫu của Nixon. Đây là phiên bản của Nixon này. Đó. Thì thường ý, thì mọi người thấy mẫu Nixon thì em đa số là thi thoảng về là với các cái thiết kế mà size cũng size to có, size nhỏ có. Đó, nhưng mà thường là sẽ là máy Nhật. Dạ vâng, đấy, nhưng ở phiên bản này thì đây sẽ là một cái phiên bản máy Thụy Sĩ. Dạ vâng, rất là hiếm để có một cái phiên bản Nixon máy Thụy Sĩ nha mọi người nha. Full 6 kim.
Và trong cái phiên bản full 6 kim này thì nó sẽ chạy các chức năng của nó. Bản này là bản pin kim trôi, 6 kim pin kim trôi. Đó, nó chạy đó là đây đây nhá, mọi người thấy không ạ? Đây là kim giờ này, kim phút này và đây là kim giây. Đấy, kim giây ở đây này. Thế còn cái kim giây to đùng này này thì nó là cái kim giây chạy cho chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao ấy. Đó, nó sẽ được hiển thị ở vị trí góc góc từ 9 cho đến 10 giờ. Đấy, đây là lịch thứ và đây là lịch ngày. Nói chung là trong một cái phiên bản này này, nó có rất nhiều chức năng. Vì thường ý, thì một là các bản 6 kim nhá, thì nó sẽ có đã làm kim giờ, kim phút, kim giây rồi đúng không ạ? Sau đó nó có lịch thứ này, lịch thứ nhá, thứ này, ngày này. Đó, nhưng mà hoặc là có những cái phiên bản 6 kim thì nó lại có đó là nguyên cái chức năng chronograph thôi. Đấy, nhưng đối với bản này thì nó lại vừa đó là có chức năng chronograph này, có lịch ngày này và có cả lịch thứ. Đấy, tức là ở phiên bản này là nó kết hợp rất là nhiều các chức năng với thiết kế kính được phủ AR chống chói ở phía bên trên, đúng không ạ? Và chi tiết toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chất thép. Và các anh chị thấy là nó sẽ làm cái thiết kế nhìn cái chất thép của nó rất là khỏe khoắn. Đấy, viền này, mặt đồng hồ bên trong cũng đẹp, đúng không ạ? Đây, với các cái đường vân galoche ở ba mặt đồng hồ phụ phía bên trong. Swiss Moment sử dụng máy Thụy Sĩ nhá. Đây là núm này. Cái bản này thì mọi người lưu ý là cái núm này này, thì đây là cái núm gen. Đấy, cái núm gen nhá, thì khi mà mọi người bấm ấy thì anh chị phải xoáy hết cái núm này lên. Đấy, thì mọi người sẽ bấm được này. Đấy, khi mà mình sử dụng xong nhá thì anh chị xoáy cái đóng cái núm này vào cho em nhá. Được chưa? Đấy, đóng vào thì nó sẽ không, mình sẽ không bấm vào nữa đúng không ạ? Đấy, thì khi xoáy vào như thế thì nó sẽ vừa là để giữ được cái chức năng để mình tránh cái bám bấm va chạm vào này. Thứ hai nữa là nó sẽ có cái độ chống chảy độ chống nước của nó sẽ rất là tốt này. Cái núm này của nó cũng sẽ là tương tự như vậy nhá. Cái núm này cũng sẽ là núm gen này. Đấy, đúng không ạ? Mọi người sẽ rút núm lên ra này, đúng không ạ? Để chỉnh lịch chỉnh giờ, chỉnh xong đóng núm này và vừa ấn này, vừa xoáy đều tay nhá, bởi vì nó là dòng gen. Đấy, núm bên này cũng sẽ là tương tự như vậy. Đấy chưa? Đấy, ba núm đều là ba núm gen hết nhá, nên các anh chị phải nhớ xoáy được cả ba núm này vào gen. Đây còn đằng sau đáy đây thì nó cũng sẽ có các phần thông số. Đó là đây là nằm trong bộ sưu tập của dòng Mandacon. Được, vâng. Ở đây là độ chống nước là 100m này. Swift Moment này. Đấy chưa? Và đây là dây. Cái dây này là dây xịn nhá mọi người nha. Dây da thần luôn ấy. Đấy, để mọi người nhìn cái đường vân dây này, đúng không ạ? Cho nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn. Đấy, chốt khóa nguyên zin. Đấy nhá, chốt khóa nguyên zin. Đấy, dây chốt khóa nguyên zin. Ở mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 48. Và này thì nó khá là to, nặng, dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Càng của nó là 56.3. Đấy, càng của nó là càng ôm nhá. Cái này là dành cho anh nam tay to to một chút, tầm khoảng độ 17 năm đổ lên cơ. Tầm 17 năm đổ lên cơ thì mọi người sẽ đeo sẽ đẹp hơn. Đấy, máy Thụy Sĩ. Nên là thôi, mẫu này thì do là cũng kén tay một chút xíu đúng không ạ, dành cho anh nam, nên là mẫu này em để cho cả nhà mình đó là 2 triệu. Dạ vâng, 2 triệu tròn nhá. Bản này sẽ ở mã của nó sẽ là mã 377, 2 triệu mã 377. Rất là đẹp. Tiếp theo sang ở mã 378. Phiên bản 378 thì em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình. Đó là ở cái phiên bản của Citizen. Đó, Citizen. Đây là một cái mẫu Citizen Limited Edition phiên bản giới hạn. Nó nằm trong bộ sưu tập của dòng Naruto. Đấy, đây nha. Nằm trong bộ sưu tập của dòng Naruto. Cái Naruto này nó là một cái, đây là một cái phiên bản mà lấy ý tưởng từ một cái bộ truyện tranh, đúng không ạ? Bộ truyện tranh hoạt hình của Nhật thì rất là nổi tiếng, của manga đấy ạ. Đấy, nên là sẽ có với kiểu dạng như là một cái ý tưởng từ bộ truyện tranh đó, thì ở đây là cái biểu tượng của cái nhân vật chính này này. Đấy, tức là kiểu dạng như biểu tượng sức mạnh ạ. Đây là phiên bản của Citizen Naruto Sakura. Đó, nó có một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Bản này là bản chạy 6 kim nhé, và chạy đầy đủ các chức năng, đó là chạy chức năng chronograph. Và đây là mẫu pin kim trôi, có kim 24 giờ một ngày. Đấy, và đặc biệt đây là phiên bản của dòng Eco Drive, tức là sử dụng pin năng lượng của mặt trời đấy ạ. Nên là nó có một cái tuổi thọ pin rất là lâu. Đây là mẫu pin kim trôi, mặt đồng hồ rất là đẹp này. Đấy, từ phần viền này, vỏ này. Mặc dù là đã qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao. Gần như là người ta cũng chỉ sử dụng độ vài lần thôi chứ cũng không có sử dụng nhiều. Đấy, dây chốt khóa của nó sẽ là nguyên zin, đây là mặt trước và đây là mặt sau Naruto. Đấy, Japamod Keiichina, tức là vỏ, thì sẽ được sản xuất tại nhà máy của Citizen, được đặt tại bên Trung thôi. Cái mẫu này thì giá hãng của nó thì nó cũng đang dao động, nó rơi vào tầm khoảng
Hơn 8 triệu đấy, 8-9 triệu đấy. Tức là nó cũng gần tương đương với cả một cái bản bản cơ đấy. Đấy, tức là gần như tương đương với cả một số vài dòng cơ đấy. Thì nếu mà anh chị nào mọi người chơi về các mẫu của Citizen thì em nghĩ chắc chắn là mọi người sẽ biết đến với cái phiên bản này. Bởi vì đây là một trong các cái phiên bản của dòng Limited Edition, phiên bản giới hạn. Tức là nằm trong cái bộ sưu tập của dòng Naruto thôi. Nên là số lượng của nó rất là ít, nên số lượng có hạn. Ở bản này có size mặt đó là size 44.8. Và càng của nó sẽ là 49.4. Đấy, dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu, tầm 17 đổ lên. Đeo lên tay rất đẹp, rất là ôm tay. Ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này đó chính là 3.1 triệu. 3.100.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 378. 3.1 triệu mã 378. Tiếp theo sang ở mã 379. Thì ở phiên bản 379 thì em lên cho cả nhà mình. Từ đây em lên luôn mẫu này cho cả nhà mình này. Cái mẫu này là phiên bản của Don Clark nhá. Đây là cái thương hiệu này, thương hiệu của Mỹ. Đấy, ở bản này thì đây, nó form, cái form kiểu dáng của nó ấy, nó sẽ giống với cả của Rolex. Đấy mọi người đúng không ạ, form kiểu dáng của nó sẽ giống với cả Rolex. Full 6 kim, cũng chạy chức năng chronograph, chức năng bấm giờ thể thao. Đấy. Ủa, cái mẫu này thì hiện tại là đang hết pin rồi. Cái bản này đang hết pin mọi người ạ. Thì cái này thì em sẽ thay pin đầy đủ cho cả nhà mình, thì sau đó thì em sẽ gửi hàng. Để cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm nhé. Hàng tới nơi rồi thì mọi người cũng được kiểm tra hàng trước, sau đó là mình sẽ thanh toán. Đấy, đây mọi người thấy này, ba mặt đồng phụ in trong này, nó trải vân này. Vòng tròn đồng tâm đúng không ạ? Đấy, vòng tròn đồng tâm. Một viên đá vị trí góc 12 giờ. Mặt bên trong rất là sáng, rất là đẹp. Đây là toàn bộ phần viền, vỏ, núm, dây, chốt khóa. Đây là mặt trước, mặt sau Don Clark. Thương hiệu của Mỹ đây, nó có cả một cái thẻ đi kèm như thế này. Đối với mẫu này thì có size mặt đó là size 39.3 này, càng của nó là 47. Đấy, đây mọi người thấy không, đeo lên tay mẫu này giống như là kiểu dạng như là mình đang đeo một cái phiên bản giống như là xa xa nhìn giống như là Rolex, form của Rolex ấy. Và mọi người lưu ý cho em này, cái mẫu này thì người chủ cũ là người ta cũng ít dùng thôi, chứ người ta không có dùng nhiều nên độ mới còn rất là cao. Nhưng mà người ta đã cắt dây rồi và nó không về mắt thừa. Dây của bản này chỉ còn cho cổ tay 17.5 đổ xuống thôi. Dạ vâng, tay to hơn là không đeo được nhá. Mọi người nhớ lưu ý cho em nhá. Nên là anh nam nằm vào tầm cổ tay khoảng độ 17-17.5 đổ xuống thôi thì mọi người sẽ có thích cái mẫu này thì mọi người chốt ở mẫu này. Đấy, thì em đã có báo size dây cho cả nhà mình rồi. Thì mẫu này thì thôi, do là cái dây cũng không còn được dài nhiều nữa thì bản này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó là 1.650.000. Dạ vâng. Đấy, 1.650.000 để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình nhá. 1.650. Thực sự giá rất là tốt luôn bởi với một cái phiên bản 6 kim. Và mẫu này sẽ ở mã 379. Đó, tiếp theo sang ở mã 380. Và có lẽ cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay, bởi vì do là cái thời lượng video của em thì nó cũng khá là dài rồi. Thì em sẽ lên nốt cho cả nhà mình đó là ở một cái mẫu của Pusa. À thôi, em lên cái bản của Cross này đi. Em lên bản Cross này. Bởi vì cái bản Cross này là cũng là một cái thiết kế của Mỹ này. Mẫu này thì cũng mới, cũng chưa sử dụng đâu. Đấy, mọi người thấy dây này rất là mới, rất là đẹp nhá. Đây là bị bám bụi một chút xíu thôi, lau đi là sạch. Đây là mã set của nó sẽ là CR8059 này. Đây là viền mặt này. Mọi người thấy mặt đẹp không? Đấy, nó có đường vân hình quả chám lên nhá. Đây là toàn bộ phần viền, vỏ, núm này. Cái bản này thì nó sẽ thiên về cái phong cách thanh lịch ý. Size 42, càng của nó sẽ là 47.5. Độ mỏng của bản này sẽ là 8.0. Đấy, mặt đen thiếp trắng, dây đen nhá. Cái này mọi người đeo lên tay mọi người thấy đẹp không? Đó, cái này có thể là mặc áo phông, áo sơ mi, vừa đẹp, vừa sang, vừa trẻ trung. Mẫu này thiên về phong cách thanh lịch nhưng mà nó lại rất trẻ trung, rất là đẹp, hiện đại. Đó, trong một phiên bản crop, bởi vì nó là thị của Mỹ mà, nên là nó cũng sẽ mang một phong cách Tây Âu một chút. Ở mẫu này thì nó có về cả một cái quyển sổ của nó như này, nhưng mà nó không có hộp đâu ạ, nó không có hộp. Đấy, thì mẫu này thì em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó là 1.600.000, là bằng 1.600.000. Mới nguyên zin nhé mọi người nha, mã 380. Đấy, và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì vừa rồi thì em có gửi đến cho cả nhà mình đó là các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật và Thụy Sĩ. Thì đây đều là mẫu hàng mà em đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Đấy, và em đã giới thiệu chi tiết cho cả nhà mình ở trong video. Mọi người có yêu thích về mã sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em nhé. Đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian để theo dõi video này. Và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người ạ.